Hít thở sâu vô liền, hít thở sâu vô liền. Hít chậm lại liền, hít thở chậm lại liền. Đúng rồi. Rồi, squat vô. Hít thở chậm, chậm lại một xíu. Không còn nhanh. Giữ lại, giữ cái hơi thở lại. Đúng rồi, chính xác. Nhanh quá, thì từ từ. Không còn phải nhanh quá đâu. Giữ hơi thở của em lại một chút. Rồi, thở, hít thở sâu. Hít thở sâu, thả lỏng liền. Thả lỏng chân liền. Rồi, chạy gót chân mông, 2-1 vô. Tốt. Hít thở sâu liền rồi, nằm xuống. Lướt bụng. Wow. Cứ bình tĩnh, hít thở sâu, giữ hơi thở nha. Ngưng. Rồi. Đứng dậy, không còn uống nước đâu, không còn uống nước. Rồi đứng dậy. Lần 5. Lap chat. Vào. Ngưng. Thở sâu liền, đứng thẳng lưng lên. Vào tư thế squat. 3. Vừa chân thôi, 2. 1. Vô. Chậm lại một xíu. Cỡ 10 cái là được rồi. Đúng rồi. Kéo mông ra sau xíu bình. Đừng dùng lực vô đầu gối nhiều quá. Cảm nhận nó đi. Bình tĩnh, cứ tập chậm cảm nhận nó. Ngưng. Tốt. Thở sâu, thả lỏng chân. Thôi, chạy gót chân mông. Wow. Ráng lên, lần 5 rồi. Ngưng. Rồi, nằm xuống lướt bụng. Đấy, hết 10 phút rồi đấy. Nằm xuống lướt bụng. Hết 10 phút anh sẽ cho em nghỉ 30 giây. Lên. Tốt, rồi, đứng dậy, nước, thở gì đó đi, em có ba mấy giây để nghỉ đó, nhanh lên, tranh thủ. Rồi, tranh thủ đi, 30 giây quý giá đó. Rồi, 4 bài tiếp theo sẽ là bật xa bước lùi, nhớ chưa? Bước lùi lại, bật tiếp, rồi, nhớ rồi đúng không? Chống tay kéo gối, nhớ không? Tập bụng ha. Rồi, chạy nâng cao gối tại chỗ, và đứng tại chỗ, bước dài, luân phiên hai chân. Ok chưa? Tỉnh táo nghe rõ chưa? Rồi, 20 giây tập, 10 giây nghỉ, 10 phút tiếp theo, mỗi bài tập 5 hiệp. Đứng dậy, chuẩn bị, 3, 2, 1. Đằng sau, quay, bắt sau bước lùi luôn. Rồi, bước lùi số 1, 2, 3, bước, nhảy. Tốt. Giữ đều hơi thở của mình. Hít thở vô, vung tay. Tốt. Ngưng. Thở. Thở đi. Rồi. Vào cái thế chống tay kéo gối. 3, 2, 1. Rồi dồn người về trước. Rồi luân phiên. Dồn người về trước xíu nữa bình. Dồn người về trước. Đó. Buồn cái bụng vô. Này mỏi bụng lắm luôn á. Đó. Dồn người xíu trước nữa. Rồi. Hạ mông xuống một chút. Ráng lên. Đúng rồi. Kéo lên duỗi cái mũi chân ra. Đúng rồi.
khá tốt. Rồi, đứng dài thở. Rồi, thở, thẳng lưng lên. Rồi, chạy nâng cao gối tại chỗ. Lên. Tốt. Giữ đều hơi thở nha. Cao lên xéo, cao lên xéo, Bình ơi. Ngưng, hít thở sâu liền, thả lỏng liền. Hít thở sâu và thả lỏng chân, chân đá đi. Cái chân đá qua đá lại, thả lỏng liền đi. Rồi, đứng thẳng lưng lên, hít thở sâu vô. Rồi, bước dài tại chỗ. Vào, nha. Xuống thấp, xuống thấp. Đúng rồi, nhìn trước, giữ đều hơi thở. Hít thở không còn phải nhanh đâu. Chạm từng cái một xuống đủ sâu. Chạm từng cái một xuống đủ sâu. Rất tốt. Ok, thở liền, thở liền, thở liền. Thả lỏng liền, thả lỏng liền. Hít thở sâu vô. Rồi, quay lại bật nhảy nha. Bài lần 2 khó hơn. 2 1 3. Tay, tay vung cho nó đúng. Cặp người xuống. Nhảy cho xa ra. Tốt. Hít thở sâu vô. Hít thở sâu vô Bình. Rồi, ráng lên. Ít nhất được 5 cái nha. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Nhanh. Rồi, ngưng, hết giờ. Đó. Cố gắng là 5 cái trong 20 giây nha. Anh chỉ cho em 20 giây thực hiện thôi. Rồi, chuẩn bị xuống tư thế chống tay kéo gối. Ráng lên, lần 2 cố gắng tốt hơn nào. Bổ bên chân 7 cái, vô. Dồn lên, dồn lên, dồn người lên, dồn người lên. Còng bằng bụng, nhìn về trước luôn đi. Nhìn hướng về trước luôn đi. Thăng bằng trên sàn đi. Cố gắng đứng bằng cái mũi chân thôi. Vô bụng nhiều không? Rồi, đứng dậy, nhanh. Rồi, đứng dậy, đứng dậy, đứng dậy, đứng dậy. Ráng lên. 14 phút rồi. Nào, ráng lên. Chuẩn bị, chạy nâng cao gối. 2, 1, vào. Giữ đều nhịp thở nha, dùng cái lực cơ mũi chân á, đẩy cơ thể lên một xíu, nó sẽ hơi mỏi cái cơ mũi chân nha, em cứ ráng lên. Kệ dây dày đi, nó tuột ra kệ nó, khỏi còn cột lại cũng được. Sao đâu. Lên, lên, nâng mũi chân lên. Ngưng, rồi thở, thả lỏng liền, thả lỏng liền. Thả lỏng liền. Rồi. Rồi, chuẩn bị về vị trí, lùi lại hai bước. Bước dài tới trước nào. 3, 2, 1, tay chống eo. Rồi, hít thở. Thẳng lên mình ơi, tốt quá. Em tập 15 phút liên tục rồi đó. Cường độ rất là cao luôn á. Bình tĩnh, kiểm soát. Hít thở từng nhịp một. Rồi, ngưng, rồi. Tốt quá, nhanh, nhanh, nhanh. 5, 4, tốc độ lên. 3, 2, 1. Rồi, quản nhà nước xuống luôn. Đằng sau quay bật nhảy luôn. Nhảy nhanh lên. Tốc độ lên, tốc độ lên, bước lùi về. Nhảy, tay liền, quăng liền. Phối hợp tay. 3. Ráng lên, ráng lên, ráng lên. 4. Xa ra, xa ra. 5. À, em đang nhảy. Kỳ quá nha. Giờ em uống chai nước, em mất tập trung á. Còn sau uống nước lúc mà bài chống hết thời gian rồi. Anh đang nghỉ mà. Rồi, chống tay kéo gối. Vào, lỗ. Quýu, bắt đầu quýu, rồi lại lên. Rồi, bình tĩnh. Đồn lên, dồn lên. Dồn người lên. Ừ, dồn bằng bụng đi. Chuyển lực vô bụng đi. Bớt tải cho lực cho chân đi. Rồi, được. Bắt đầu hơi đủ rồi, nhưng mà ráng lên, ráng lên, ráng lên mình ơi. Nào, đứng dậy nhanh lên. Đứng dậy nhanh lên, bắt nhịp, theo nhịp nào. Nâng cao gối, lên. Bình tĩnh, cố gắng gồng tải lực đều lên cơ. Giữa phần cơ bụng, ừ. Đó, cơ vai, cơ tay. Lực bắp chân, bắp đùi. Nâng cao gối lên. Phân bố thể lực ra, ráng lên, ráng lên, ráng lên. Ngưng. Rồi, chạy kiểu này mỏi lắm. Rồi, thở, thở đi, thở liền, thả lỏng chân liền. Thả lỏng vô là phải tranh thủ, em có 10 giây để em nghỉ thôi. Rồi, bước dài vào lên. Nhanh. Đúng rồi, bình tĩnh, giữ hơi thở đều nào. Tốt. Rất tốt. Tell me what it is about you that I can't forget.
Ok, rồi, hít thở. Đáng lên, còn 2 hiệp nữa, đằng sau, lùi lại. Rồi, nhảy đi. Tốt. Mạnh lên, dùng lực chân. Nén hết sức cơ thể. Đáng lên bên đây. 3, tới luôn nào. Nhanh lên. 4, hết giờ. Không kịp. Rồi, không sao hết. Rồi, chống tay kéo gối. Đáng lên. Rồi, kéo nhanh lên bình ơi. Bình ơi. Gồng bụng, cái lực vô bụng ra. Ừ, đó, bắt đầu vô càng đúng. Càng gồng càng đúng, chính xác đó, ok, tốt. Rồi, đứng dậy liền, 5. Chạy 5 kéo gối đó. 4, 3, 2, 1, bắt. Lên, cao gối lên. Ồ, cố gắng lên, đúng rồi, chính xác. Đó, đánh tay theo luôn. Khỏi đặt tay phía trước. Đó. Nào. Nén lên. Ngưng. Rồi. Nén lên mình ơi. Nào, đứng dậy, bước dài. 5, 4, 3, 2, 1, vô. Đáng lên mình ơi, còn 1-2 phút nữa thôi. 2 phút cuối cùng. Xuống sau, hít thở vô. Gồng cơ lên, xuống sau, hít thở vô. Tốt rồi. Đáng, chân bên kia, hai chân tải lực đều một xíu. Hai chân xuống đều, sau bằng nhau nào. Đó, rồi. Lùi lại. Vô hiệp cuối nào, đứng dậy mình ơi. Nhảy xa. Bước lùi, 3-2-1, lên. Rồi, bước lùi về, nhanh lên, 1-2-3 bước. Rồi, nhảy, tay vung theo, hụp cái người xuống một xíu. Tay vung lên, đúng kỹ thuật nào, hụp cái người xuống, mạnh lên. 4, tốt quá, ráng lên. 5, rồi, ok, khá tốt. Anh biết là em đủ lắm rồi, chống tay kéo gối, hiệp cuối nào, chống tay kéo gối. Hiệp cuối rồi, rồi, gồng bụng vô, kéo nào, vô. Rồi. Đó, cứ bình tĩnh, gồng bụng vô vậy đó. Đúng rồi. Dồn lên xíu nữa, dồn người lên phía trước xíu nữa. Rồi, kéo. Đoán lên. Ok, tốt rồi, đứng dậy. Rồi, đứng dậy, hít thở liền. Hiệp cuối, chạy nâng cao gối nào. Nào. Gần hoàn thành rồi. Lên. Go. Đánh tay đi, em đánh tay em có thế hơn. Rồi, cố gắng nâng cao lên. Nâng cao mũi chân lên, lên nữa đi, lên. Lên. Lên, bình. Đáng lên. Đáng lên bình ơi. Nào. Lên. Nâng nữa đi. Nâng. Lên. Rồi, ok. Rồi, bài cuối, bước tốc độ cao lên nha. Cố gắng bước cho được 10 đến 15 cái nha. 30 giây cuối cùng. Vô. Xuống đủ thấp nha. Xuống thấp. Tốt. Rồi. Rất tốt. Đúng rồi. Tốt quá. Duy trì đều. Tải lực vô cơ chân. Đúng rồi. Nữa đi. Nữa. Kháng lên. Tiếp. 6 giây nữa. Nào. Rồi, hoàn thành. Đứng dậy. Cảm giác thế nào? Mặt xanh lét luôn. 20 mấy phút liên tục luôn á. Cái thể lực kinh khủng bây giờ. Cảm giác là cơ mà nó không còn chỗ nào đó mỏi luôn đúng không? Đã không? Rồi, chúc mừng em nha.